không ít nam giới, đặc biệt là người trẻ thắc mắc là khi ngủ, nhất là vào buổi sáng sớm, dương vật thường cương cứng, nhiều người gọi là cậu nhỏ ấy vang. Điều này khiến không ít quý ông ngại ngùng đến đỏ mặt mỗi buổi sáng thức dậy. Điều này do đâu và phản ánh điều gì về sức khỏe? Trong ngày, não của chúng ta sẽ giải phóng một chất gọi là noradrenaline. Đây là hormone có tác dụng cản trở sự cương cứng. Nhưng khi chúng ta ngủ, não bộ sẽ giải phóng hormone này ít hơn khi thức. Đó là nguyên nhân vì sao ban đêm cậu nhỏ thường cương cứng nhiều hơn. Việc cậu nhỏ cương cứng vào ban đêm có nhiều lợi ích. Đó là hoàn thành chức năng quan trọng của cơ thể, giữ cho cậu nhỏ luôn khỏe mạnh và sẵn sàng chiến đấu khi cần thiết. Thường xuyên gáy vang trong đêm sẽ giúp các mô dương vật được rèn luyện, luôn mềm mại, co giãn tốt. Các cơ được tập luyện thường xuyên và khỏe mạnh, ngăn ngừa việc kích thước của cậu nhỏ bị rút ngắn khi không có sự cương cứng thường xuyên. Khi ngủ mà luôn có sự cương cứng đồng nghĩa máu lưu thông trong cơ thể bạn khá tốt, nên sự lưu dẫn máu đến cậu nhỏ cũng tốt. Dương vật cương cứng không chỉ để đáp ứng những kích thích và hứng thú tình dục mà còn là kết quả của một giấc ngủ sâu và yên tĩnh. Tình trạng gáy vang cũng được gây ra bởi sự dồn máu đột ngột tới dương vật. Bên cạnh đó, dương vật của nam giới có thể dự đứng mà không cần bất kỳ loại kích thích nào, điều này được gọi là cương cứng tự phát. Một lý do khác nữa, do mức testosterone ở nam giới lên cao nhất vào sáng sớm sau khi có giấc ngủ chất lượng, nên cũng dễ kích thích cậu nhỏ cương cứng hơn. Nhìn nhận ở một chiều hướng khác, nếu nam giới vẫn gáy vang oai phong mỗi sáng nhưng mỗi khi lâm trận lại chật vật, thì đó là vấn đề tâm lý chứ không phải cậu nhỏ của chàng có vấn đề. Có thể anh mắc chứng trầm cảm hoặc gặp áp lực cuộc sống, tình cảm. Nam giới cũng không cần phải lo lắng quá nếu buổi sáng thức dậy mà thấy cậu nhỏ ít gáy vang, bởi vì hiện tượng này thường xảy ra rải rác từ đêm đến sáng. Có thể nó đã xuất hiện trong đêm và sáng không xảy ra nữa. Nhưng nếu trong vài tháng thức dậy mà không thấy có sự cương cứng thì nên đi gặp bác sĩ ngay. Tình trạng khác, nếu vào ban đêm mà nam giới thường xuyên không có sự cương cứng, đồng nghĩa việc lưu dẫn máu đến cậu nhỏ đang có trục trặc. Đây là những điều kiện cơ bản để phát hiện ra các bệnh liên quan đến bệnh tim, bệnh nghẽn mạch máu hoặc tăng huyết áp.